Chào tất cả mọi người, em là Phạm Trí Hành đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Vấp. Hôm nay em sẽ cho anh em mình chia sẻ một cái thủ thuật rất là nhỏ mà nó rất là hiệu quả ha. Anh em mình đang sử dụng đồng hồ cây á, thì lâu lâu á anh em mình tra vào đây, anh em thấy ngay chỗ cái chỗ mà bánh xe bánh răng nè, cái chai nhớt mà cái chai dầu mà em tặng cho anh em á, thì anh em mình tra một ít vô đây ha. Đây anh em thấy rõ mà. Đó, có nghĩa là mình giảm ma sát cho cái trục bánh này nè, ở hai bên này nè, thấy không? Đó, mình giảm ma sát cho hai cái trục bánh ha. Rồi sau đó anh em mình nhỏ một ít vào trong chỗ cái rãnh bánh xe trên nè, một ít trên cái rãnh bánh xe trên này. Rồi anh em mình tra đều cho nó ba cái ha. Đó, tra đều nó, tra một lượng ít thôi nha anh em, ít thôi. Đó, để không nó bám bụi nhiều. Đó, đây anh em mình tra đây. À, rồi lần lượt anh em mình tra cho nó đủ ba dòng xích ha. Đây, thứ nhất là nó sẽ làm cho anh em mình nó giảm cái ma sát, anh em khi mà anh em mình lên dây á, nó sẽ giảm ma sát ở chỗ cái trục này ha, và nó sẽ giảm ma sát ở chỗ cái sợi cước này đó, và nó sẽ làm cho cái sợi cước của anh em mình nó trơn tru hơn, và cái chỗ vòng xoay này nó tránh cái tình trạng mà lúc mà anh em mình lên cốt á mà nghe nó kêu cọc 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 ha. Đó, rồi bắt đầu anh em mình quay lên ha, anh em mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng liền ha. Đó, anh em mình quay lại anh em mình sẽ thấy nó rất là nhẹ nhàng. Đó, nó sẽ nuôi những cái sợi cước của anh em mình ha. Đó, nó nuôi sợi cước của anh em mình, và nó nuôi ngay chỗ cái trục anh em ha. Đó, nuôi ngay chỗ cái trục và ngay chỗ cái sợi cước của anh em mình. Đó, anh em chỉ cần nhỏ một ít vào ha, lâu lâu anh em mình nhỏ một ít vào. Đó, anh em mình thấy nó lên nó rất là nhẹ nhàng anh em ha, rất là nhẹ nhàng. Đó, ok anh em, rồi cảm ơn anh em đã xem clip ha, hẹn anh em vào những cái video clip chia sẻ khác. Rồi thân ái chào tạm biệt mọi người.